Và các quý vị, lúc này đang là buổi chiều ngày 28 tháng 3 năm 2019 và chúng tôi vừa mới làm xong là hai bộ tranh cảm ốc và một bộ thì gần 100% ốc, thì giá hai bộ tranh cảm ốc là 50 triệu một bộ, còn bộ tranh gần 100% ốc thì là 40, và một cái bộ tranh bình dân có 17 triệu thôi. Đấy, ở đây như vậy là ba cấp độ tranh. Đây, ví dụ như là các cái tấm này là ốc 100% đây, đang để ngược đây, nhưng mà lên cũng cực kỳ là long lanh luôn, đang để ngược. Để xem ở đây có cái tấm này xuôi này, quý vị nhìn thấy tùng cúc trúc mai, đây là thu ẩm hoàng hoa tử, tức là bức mùa thu này. Đây chúng tôi vẫn chưa nhuộm vôi, nó đang trần mộc thôi, lúc này đang trong cái quá trình đang sản xuất, chắc là một tuần nữa thì sẽ xong. Và mới trưa nay là một bác ở thành phố Hồ Chí Minh, đường Võ Thị Sáu, quận 3. Bác mới về lấy một bộ, như đến ngày mai chẳng hạn bác nào đến là sẽ không còn bộ ốc nào. Cuối năm ngoái làm được mấy bộ thì các bác phải lấy hết rồi, nhưng mà trong vòng một tuần nữa các bác đến là sẽ có. Như vậy ở đây các cái bộ thứ quý ở Đồ Gỗ Đức Hiền đang có các cái mức cao nhất là 50 triệu, nhì là 40, xong đến 28, 23, 17, 13, đấy là các mức đấy. Và tất cả đều là hàng được bảo hành mãi luôn. Cảm ơn quý vị đã quan tâm, và quý vị liên lạc chúng tôi theo số điện thoại trên màn hình. Xin tạm biệt quý vị ở đây. Cảm ơn quý vị đã quan tâm và hẹn gặp lại quý vị trong những clip sau.